Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8, quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối và sau đây là những bản tin quan trọng đã diễn ra trong ngày. Bạo loạn có thể nổ ra tại thủ đô Berlin của Đức Quốc. Các đền thờ Hồi giáo lần đầu tiên mở cửa tại Ai Cập. Khôi nguyên giải Nobel bị dọa giết ở Congo. Ba mươi chín trẻ em bị thất lạc được tìm thấy tại tiểu bang Georgia. Bạo loạn xảy ra trong cuộc biểu tình ở Denver và Atlanta. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin buổi tối ngày hôm nay là các bản tin trên thế giới. Bạo loạn có thể nổ ra tại thủ đô Berlin của Đức Quốc. Lực lượng cảnh sát địa phương hiện đang chuẩn bị đối phó với tình trạng bạo loạn sau khi có nhiều nhà đấu tranh lên kế hoạch biểu tình tại thủ đô Berlin của Đức Quốc để phản đối những lệnh cấm xoay quanh đại dịch COVID-19. Hơn 3.000 nhân viên công lực và binh sĩ theo dự trù sẽ được phái tới tuần tra trong khu vực. Nếu như cần thiết, giới chức trách có thể sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, vì tụ tập đông người đang là một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh ngày một lan rộng. Do cảm thấy bất mãn với luật cấm biểu tình, nên nhiều người dân đã tuyên bố xuống đường bày tỏ sự phản đối, đặc biệt trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 tuần này. Chỉ trong vòng vài ngày, tại Đức đã có thêm nhiều người xét nghiệm dương tính, buộc chính quyền phải cân nhắc việc tái ban hành những lệnh cấm và phong tỏa ở khắp nơi. Các đền thờ Hồi giáo lần đầu tiên mở cửa tại Ai Cập. Các đền thờ Hồi giáo vào thứ Sáu 28 tháng 8 đã chính thức mở cửa tại Ai Cập. Đây là lần đầu tiên nơi này được phép hoạt động trở lại kể từ tháng 3, tức là thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19. Cách đây khoảng 2 tháng, giới lãnh đạo Ai Cập đã quyết định nới lỏng lệnh phong tỏa sau khi tỷ lệ lây nhiễm có dấu hiệu giảm xuống, nhưng vẫn không mở cửa hoàn toàn những địa điểm sinh hoạt tôn giáo hay tụ tập đông người. Chỉ trong vòng một ngày, ở Ai Cập đã có thêm 237 người ngã bệnh vì COVID-19, nâng tổng số người xét nghiệm dương tính trên toàn quốc lên mức là 98.000 người. Thưa quý vị, khôi nguyên giải Nobel bị dọa giết ở Congo. Cuộc sống của khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, tức là tiến sĩ Denis Mukwege, hiện đang gặp nguy hiểm sau khi ông liên tục nhận thư đe dọa trên mạng xã hội lẫn điện thoại riêng. Tiến sĩ Mukwege hiện là nhà đấu tranh lên án nạn cưỡng hiếp. Suốt nhiều năm qua, ông đã không ngừng làm việc để giúp cho hàng trăm phụ nữ từng là nạn nhân bị cưỡng bức trong chiến cuộc ở mạng đông Congo. Những cố gắng của ông đã được đền đáp bằng giải Nobel cao quý. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đã đề nghị mở một cuộc điều tra tường tận về màn hăm dọa này. Trong khi đó, thì tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cao nhất từ giữa tháng 5. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Sáu 28 tháng 9 đã ghi nhận có thêm 36 trường hợp tử vong vì COVID-19, trong khi tỷ lệ lây nhiễm đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 5. Đây là lần đầu tiên số người ngã bệnh vào mỗi ngày vượt ngưỡng 1.500 người, mặc dù quốc gia này từng ban hành nhiều lệnh cấm khắt khe trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có tổng cộng 265.000 người xét nghiệm dương tính và 6.200 người đã qua đời vì COVID-19. Vì mục đích kinh tế, vào hồi tháng 6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cho phép mở cửa các nhà hàng và quán xá. Tuy nhiên, chính sách này ngay sau đó đã bị thu hồi vì tỷ lệ nhiễm bệnh tăng cao. Thưa quý vị, Ấn Độ lần thứ hai có số người nhiễm bệnh vào mỗi ngày cao nhất trên thế giới. Bộ Y tế Ấn Độ vào ngày thứ Sáu 28 tháng 8 cho biết, tỷ lệ lây nhiễm coronavirus trong vòng một ngày trên toàn quốc đã chính thức vượt qua cả Hoa Kỳ. Đây là lần thứ hai xu hướng này được ghi nhận tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Washington vẫn đang đứng đầu danh sách những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn thế giới hiện nay. Chỉ trong ngày thứ Tư 26 tháng 8, ở Ấn Độ đã có thêm 85.000 trường hợp lây nhiễm mới. Tiếp theo đó lại có thêm 77.000 người xét nghiệm dương tính vào ngày thứ Năm, thể theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins. Nhằm mục đích kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh,
chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã đề nghị tăng cường các hoạt động xét nghiệm, cũng như nỗ lực thu thập thông tin của bệnh nhân lây nhiễm, cũng như những người mà họ từng tiếp xúc suốt thời gian qua. Nhìn chung, trên toàn cõi quốc gia đã có gần 3,4 triệu người lây nhiễm COVID-19 và hơn 61.000 người đã tử vong. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tới thị sát khu vực bị bão tàn phá. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trong tuần này đã được tháp tùng tới thị sát các tỉnh thành bị cơn bão Ba Vì tàn phá. Hãng thông tấn KCNA của Bình Nhưỡng vào ngày thứ Sáu 28 tháng 8 dẫn lời một nguồn tin từ phía chính phủ cho biết mức độ thiệt hại không nghiêm trọng như được dự đoán. Tính cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong sau trận thiên tai. Bão Ba Vì đã đổ bộ vào đất liền gần thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày thứ Năm 27 tháng 8. Ở những đợt bão trước, Bắc Hàn thường từ chối tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo từ phía ngoại quốc. Quốc gia này cũng ít khi tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Thiện Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.